đường kênh hai kênh tiếp theo cần phải tìm hiểu đó là kênh Túc Thái Dương Bàng Quang và kênh Túc Thiếu Âm Thập. Thì đối với kênh trước tiên là kênh Túc Thái Dương Bàng Quang thì nó bắt đầu từ khóe mắt trong tình minh chạy lên trán, vòng ra trước trán và ra sau gáy. Đoạn đường kênh này thì nó có nhánh giao hội giữa đốc mạch ở đầu và tách thành nhánh ngang đi vào đỉnh đầu đến móng tay và vào một nhánh thì được vào não. Đây Túc Thái Dương Bàng Quang đấy. Đầu tiên là nó bắt đầu từ khóe mắt chạy lên trên trán rồi vòng ra đằng sau trán chỗ mặt chấm này. Đấy, rồi đến thiên trụ. Tại đây thì nó sẽ chia ra được làm hai nhánh khác nữa. Đây nó sẽ chia làm hai nhánh. Thì nhánh 1 thì nó chạy xuống lưng, cách đường giữa chừng lưng là 1,5 thốn. Chạy tiếp xuống mông và mặt sau đùi rồi vào giữa khoeo chân. Như vậy nó sẽ chạy xuống lưng, cách 1,5 thốn, chạy tiếp xuống mông rồi ra mặt sau đùi và giữa khoeo chân. Nó sẽ chạy xuống lưng rồi ok cách 1,5 thốn này, 1,5 thốn rồi nó sẽ xuống mông, xuống vùng thận dung này, thượng liêu thứ liêu này, rồi nó sẽ xuống âm môn, quỷ dương, quỷ trung. Còn nhánh thứ hai thì nó sẽ chạy xuống lưng, cách đường giữa lưng 3 thốn và chạy tiếp ở phía mặt ngoài, ở phía ngoài mặt sau đùi kết hợp với nhánh thứ một ở giữa khoeo chân quỷ trung, tức là chạy xuống lưng cách làm 3 thốn, chạy tiếp vào mặt sau của đùi đến kết hợp với nhánh thứ một ở khoeo chân. Đường kênh tiếp tục chạy xuống mặt sau của cẳng chân. Đây. Nó sẽ chạy xuống lưng rồi cách 3 thốn, rồi nó sẽ giao với nhánh một, giao với nhánh đầu tiên này. Rồi nó sẽ sau khi nó giao với nhánh một tại khoeo chân, ở đây là tại khoeo chân, tôi xem đấy, chạy cách 1 năm, chạy dọc lưng cách 3 thốn rồi nó sẽ xuống, tiếp tục nó xuống mông trạch biên đấy, hợp dương, rồi nó sẽ xuống đây, xuống tại khớp chân đây. Sau khi nó đến khớp chân rồi thì nó sẽ xuống kinh khúc rồi thông gốc đến khớp chân. Đường kinh tiếp tục chạy xuống mặt sau cẳng chân, xuống phía sau của mắt cá ngoài tại huyệt côn lôn, đâu huyệt côn lôn đâu, xem lại xem huyệt côn lôn này. Đấy, nó sẽ chạy tiếp xuống trực biên hợp dương, hợp tại nhánh 1, tại khoeo chân, tại côn lôn. Đấy, côn lôn đây, côn lôn đây. Đấy. Thì nó chạy dọc bờ ngoài của mu chân đến tận cùng góc ngoài của móng chân thứ năm. Còn đường kinh bàng quang ở vùng thắt lưng thì có nhánh ngầm đi vào thận rồi đến bàng quang. Đấy. Cho nên nó được gọi là bàng quang. Đến tận cùng ở móng chân. Nó có một cái nhánh ngầm chạy vào bàng quang. Tiếp theo là lộ trình của kênh Túc Thiếu Âm Thận. Kênh này thì nó bắt đầu từ lòng bàn chân, dũng thuyền đi dọc dưới xương thuyền của phía trong bàn chân rồi đến mắt cá trong rồi ngược lên bắp chân ở khoeo chân và giữa cơ bám gân và gân cơ bám màng ống cốc.
Đâu mất rồi? Nó xem lại cái kênh mà bà vừa nãy vừa học. Đấy, đến ngón chân thứ năm này. Rồi tiếp theo nó chuyển qua một cái kênh, đó là túc thiếu âm thầm. Nó bắt đầu từ lòng bàn chân này, dũng tuyền này. Nó đi đến nhiên cốc, thái kê, đại trung. Nói chung thì nó sẽ đến phía trong bàn chân nhiên cốc này, đến mắt cá, rồi ngược lên bắp chân, đến khuê chân thì có gân ở giữa gân cơ bám vào bán gân và gân cơ bám vào màng âm cốc. Bây giờ nó đến âm cốc, đâu xem này. Đến âm cốc đây, bắt đầu đi vào lòng bàn chân, từ lòng bàn chân dũng tuyền đi đến nhiên cốc, rồi đi qua mặt trong của mắt cá, rồi đi qua khoang chân dọc lên bắp chân đến âm cốc đây, âm cò đi. Âm cốc đâu mất rồi? Đấy, âm cốc. Sau khi nó lên âm cốc thì nó đi tiếp vào mặt trong của đùi, ở bụng, đường canh thận chạy cách đường giữa 1 phần 2 thốn. Ở ngực thì nó chạy các đường giữa hai thốn và thẳng cùng của sinh đòn. Đâu rồi? Âm cốc rồi, rồi chạy vào mặt trong của bắp đùi đến hội âm, nó chạy đến bàng quang. Đấy, nó chạy ở giữa bụng, đường kinh thận chạy cách đường giữa là 1 phần 2 thốn, ở ngực thì chạy cách đường giữa là 2 thốn, ở thận thì nó cách đường giữa là 1 phần 2 thốn. Thận đâu, đoạn nó thận đâu, nó thận đấy, nó cách đường giữa là 1,5 thốn, rồi tiếp đến đường ngực thì nó cách là 2 thốn. Và nó đến tận cùng của xương đòn, du phủ. Bây giờ chúng ta tìm xương đòn, du phủ. Du phủ đâu? Bắt trùng, du phủ đấy. Thấy chưa? Tận cùng của xương đòn, du phủ. Và từ nếp bẹn kinh thận có nhánh chạy ngầm vào cột sống. Nếp bẹn đâu? Nếp bẹn đây. Được rồi. Nếp bẹn đây thì nó có nhánh chạy vào nó có nhánh ngầm vào cột sống, đoạn thắt lưng đến thận rồi đến bàng quang. Như vậy nó có nhánh ngầm chạy vào cột sống, đoạn đây nó có nhánh ngầm chạy vào cột sống và nó chạy vào thận, chạy vào bàng quang. Từ thận chạy tiếp đến can, qua cơ hoành đến phế, rồi dồn vào tâm, chạy tiếp theo họng, thanh quản đến tận cùng cuống lưỡi. Như thế chúng ta đã tìm hiểu được cái lộ trình của hai kênh này, đó là kênh túc thiếu âm thọng và kênh túc thái dương bàng quang. Nguồn thì có ở trên YouTube, mà tuy nhiên YouTube nó lại không không mail đầy đủ được, nó chỉ thể hiện được cái kênh mà nó hiện rõ lên trên thôi, chứ nó không có những cái kênh mà có thể nó đi sâu vào thận, đi sâu vào bàng quang, đi sâu vào cột sống, đi sâu vào can và đi sâu vào phế, vân vân. Chúng ta phải lưu ý đến đối với đây một điều lưu ý này, đối với kênh túc thiếu âm thận thì từ nếp bẹn kênh 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 thận ấy nó có nhánh ngầm chạy vào cột sống đến đoạn thắt lưng rồi đến
lên thận và lên bàng quang. Thận từ thận chạy tiếp đến gan, rồi đến phế, rồi nó chạy lên thanh cụ họng, rồi nó chạy lên thanh quản, đến tận cùng cuống lưỡi. Đối với đường kinh của túc thái dương bàng quang thì nó sẽ có một nhánh đường kinh mà chạy qua thắt lưng ấy, thì có nhánh ngầm đi vào thận và đến bàng quang.